các bác. Người quê hương nhà vợ Thái Bình đây, phá lại tiếp tục phá cây này. Ngũ lão giáng đình này, phá xong rồi nhưng mà chưa có đồ. Mai có mượn đục đẽo rồi cưa sắc rồi làm lại cái bệ cây này. Nhưng mà cái cây này thì tạm thời bỏ qua được bác. Mà cố gắng là chỉnh sửa lại cái vườn của ông mà cho nó, tất nhiên là cây cối thì cốt cá nó có vậy thôi, mình chỉnh sửa cho nó sáng sủa hơn để chơi cho vui thôi. Đấy, cây nào mà làm được có tương lai thì mình cắt. Ví dụ như cây này thì mình tỉa răm vui vui thôi, nó không có cái giá trị kinh tế nhiều. Đấy, cái cây này thì chắc là mai đụng đến, nếu có quay thì quay này, mai làm răm giết cho những cây này. Còn bây giờ này, cây tương lai nhất của vườn nhà ông ơi là cái cây cây xanh quê đang định làm giống làng này. Thì nó lâu rồi, nó hơi bị cỗi, nó hơi bị thiếu chất và răm riếp nó hơi bị ố đấy. Thì và nó cũng hơi bị lêu nghêu vì các cụ làm cái phong cách ngày xưa. Thì bây giờ anh em mình chơi phong cách mới thì thu nó lại. Đây, đang tính thu đây. 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 Đây và cắt ngang ngọn này. Cái này thì ngang đây và xử lý tiếp. Đây thì nó được cái khẩu này và cái bệ này. Đấy, và cũng nhân tiện là thay đất luôn. Thì cái bệ khá là ổn. Khá là ổn. Đây. Đấy, đi quanh. Này nhá. Bệ rất là ok nhá. Chờ con tí. Đấy. Là chấp nhận là chơi cho tương lai đấy. Chân bệ con này thì ổn rồi. Đây, mặt sau này hơi vướng thì cắt ra các bác thấy. Khá là rộng, khá là to đấy. Đây, cái này buộc phải làm lại rồi. Kiểu gì cũng phải làm lại cho nó khỏe lên. Giật lại tay cút cho nó chuẩn chỉ. Giờ triển khai luôn các bác. Đấy, thì bây giờ tối ấy, nên là không kịp làm cái bệ này vì nó mất thời gian lắm và nó nặng. Mai sẽ ươm sang cái hang bẩn bẩn kia. Thì nhấc lấy cái bệ bệt này, nhấc sang thôi chứ. Vậy là đang cắt xung quanh cái bệ này để nhấc được sang, nó rất là dai đấy. Mà đồ thì nó thật là đồ ở quê nó cũng không có những cái đồ nó tốt, nhưng có những cái dục tạm. Bây giờ cắt trước đi cho con thoáng, xong rồi mình lấy cái chỗ mình để mình triển khai tiếp. Xin phép ông là khai mạc cái chỗ này cả nhỉ. Lần đầu thì cứ cắt thoải mái lên trên này này, xong thì thu xuống sau. Đấy, 30 năm nuôi dưỡng rồi. Tí nữa là thu đến đây cơ mà. Tí nữa nhưng mà để lại cái đầu này. Đấy. Tinh thần là vẫn lấy nguyên cái form này nhưng mà thu ngắn lại. Cái này chưa phải là lần cắt cuối cùng đâu nhé. Tí nữa xuống tận đây nữa. Khi mà xong mình cầm những cái đầu này này, xong rồi cho sang cái chậu mới thì chỗ này thì mình không sờ vào. Chỗ lấy mầm mà, không sờ vào. Được. Triển khai đâu nhỉ? Không cắt vào con quay cho nó dễ. Xong để mai quay các bác sau. Không cứ cắt đến đây đi ạ. Xong rồi tí lại còn cắt tiếp mà. Đấy, cây của ông ấy, về phá của ông này. Đấy. Đấy, cắt ra phát là nhiều bác là thèm khát luôn đấy. Không đơn giản đâu. Đây, ông cho con phát vào đây thôi. Ông cũng là người rất là đổi mới đấy. Chứ như các cụ này là các cụ chửi cho đấy. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng mà, đâu cũng phải ai cũng chờ được. Còn đến đây hết. Tí nữa túm vào những cái đầu ấy nhất. Đấy, bây giờ cắt lộ ra là nhiều bác có khi là đổ tiền vào luôn. Không đơn giản đâu. Nuôi bao giờ cho nên một cái bệ như này. Vấn đề tay cành thì ta sẽ nói sau. Bây giờ những cuộc giao dịch toàn là phôi thôi mà. Đấy, ông cứ cắt theo cái hình cái vòng này. Đấy, bao nhiêu năm ông nuôi cũng sót ruột lắm chứ. Đấy. Sau rồi cây này mà để ở chỗ nào đấy là nhìn là cũng sướng rồi, phôi là cũng sướng rồi. Vâng, ông cứ cắt. Vâng. Thì bây giờ quay là cắt thôi, mai là quay cái video làm những cây này. Nó mới thú vị, đấy, nhựa nó vẫn còn dồi dào lắm. Cây này chẳng qua là hết chất thôi, là khô, hết chất. Và chỗ này nó bị bóng cái cây chuối nên nó bị yếu một phía. Đấy. Đấy. Ông cứ cắt theo cái hình mà nó đang có đấy. Ông mai nó thu ngắn tiếp. Đấy, vừa cắt xong đã thấy đẹp rồi. chưa cắt hết mà đã thấy đẹp rồi.
xin phép bác tôi cầm máy quay nên là không tiện làm ấy. Thì muốn quay để chia sẻ. Chứ lại bảo là để ông cắt mà cứ làm nhà bên cạnh. Đấy. Cả hai bố con nó hợp nhau. Thoải mái. Ông cắt bỏ cái cành khô luôn. Rồi. Khô hết. Đấy. Rồi, bố biết rồi. Rồi. Đấy, ông cứ phập vào phát đầy cái đó. Rồi, ok. Đấy. Nuôi thì lâu nhưng cắt thì mấy. Đây, ông cứ giữ lại cái này để mai con triển khai khoe anh em tiếp. Đây, cắt đầy phát. Mai sẽ bỏ hết cái đoạn ý đi mà. Nhưng mà đấy, giờ là nhiều bác là lại thèm muốn rồi đấy. Một cái cốt làng mà đâu có dễ kiếm hiện trong thời buổi bây giờ. Rồi bố yêu, bố coi quay phim đi con. Đấy đấy, khoáng một cả góc sân đấy. Bây giờ nhìn là chơi là tại sướng rồi không? Con lại thích chơi như này. Cứ giang dở thì thích. Đấy, mai mất xuống là cái này là mất khá nhiều giờ mới bóc được cái này ra đấy. Ông ngồi lại đánh đất điếc cho sang kia. Thực tế là cái chậu này thì sướng hơn, nhưng mà bây giờ cạp được cái đất cái chậu này ra thì vất lắm. Có khi mai cứ nhấc xuống và tính tiếp, xong lại để đến cái chậu này hay hơn. Bởi vì chậu này nó lên đây rồi. Chậu này sẽ cho cái khác. Chậu này xấu quá. Bởi đằng nào cũng có một cái chậu để chống này mà. Thì mai mình xúc bỏ hết đất này đi. Đấy. Mình xúc cho phần cát. Đấy. Nó bạc màu. Bẩn đấy. Vâng. Nó giếc bẩn con này. Đấy thì lâu lắm mới được về, mới dám động vào cây. Bởi vì cây này là cây đẹp nhất nhất vườn mà. Ngày trước ông nhiều cây lắm nhưng mà nó cũng ngày xưa là cũng giao dịch mạnh đấy. Các bác thợ là đến tận nhà đấy. Cứ như là nhà có ra vào mua cây. Bởi vì cái vùng Thái Bình mà các bác thì cũng là một cái vùng chơi cây của miền Bắc rất là lâu đời rồi. Đấy, thì là đa số là có những cái cây to, có những cây to. Các bác ạ. Đấy. Ở xung quanh vườn này có những cây này, mai sẽ cố gắng cải tạo những cái cây kia để cho nó cái bộ răm nó chuẩn hơn để ông chơi thôi, chứ còn bây giờ mà cắt hết thì lấy gì mà chơi. Mà cắt thì chờ rất là lâu. Đấy. Đấy, một cái cây này, cây vách bún buông xuống khá là nhiều dễ. Đây, vừa nãy nó có cái khó là nó không có cái bộ đồ chuyên các bác. Vừa mới mượn được một cái đục nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rất khó. Đục mấy cái đã thấy nó chối rồi. Rất khó để làm cái đầu này. Còn cây này thì vẫn đang nuôi. Lúc trước có chuyển sang đây. Cái bệ của nó thì không chê được rồi. Sau rồi đục thoáng nó đi một chút, đục chỗ này đi. Nhưng mà nó phải có đồ các bác. Chứ còn mà không có đồ thì không làm được. Có ý tưởng tốt đến mấy không làm được. Ui rồi. Bố làm gì đây? Ôi, trốn à? Ô. Mua xe mới mà không chịu ăn à? Ô. À con kiến. Đấy. Đấy các bác nhìn bây giờ thấy nó lộ ra cái đường chạy của nó đây này. À đây, quay tí phía sau nhỉ. Rồi mai sẽ có một nguyên một cái clip làm cái cây này, rất mất thời gian cái cây này đấy. Nó to mà. Phải hai người, ít nhất là hai người làm. Cây này. À đấy. Tôi vừa mới băn khoăn cái chỗ đoạn này này. Cái cổ nó này. Cái cổ của nó đây này. Cái đoạn này nó hơi bị thô này. Nhưng mà có thể xử lý. Đang nghĩ cách thì cố gắng là mình không cắt thấp như thế này. Cắt thấp như thế này thì cực kỳ phí. Cố gắng cắt ở trên này. Cắt ở trên này. Cái cút thì sau này triển khai nó vẫn cứ ra cái lá dáng này thôi. Nhưng mà nó chuẩn chỉ hơn. Đó. Rồi. Đây nhỉ. Bây giờ mai sẽ quay lại cây đấy.
mai có nhiều việc lắm. Mấy cây này thì chắc suy nghĩ gì đấy với nó thôi, chứ để này nó cũng khó. Thay đất thì chắc chưa thay được, mệt lắm. Cái này phải hàng tháng, dòng dã hàng tháng, hàng tuần. Phải có người, có người phụ. Bây giờ quật nó ra thì cắt thì nhanh thôi, nhưng mà không có người phụ để nhấc nó lên thay đất thì vất lắm. Không làm, một mình không làm được. Nên bây giờ anh em ở Hà Nội cứ chơi cây bé là nó vì như thế. Cầm đi chơi hay là thay đất thì nhấc lên cái là được. Bé mà bé bây giờ nó đâu có rẻ đâu. Đấy, nha. Vâng. Đấy. Đấy. Cây này thì để nguyên ông cái dáng này thôi. Nhưng mà làm lại cái răm ấy. Làm cái răm ấy. Bởi vì những cái đầu này này, mình lâu mình không làm nó xong nó sẽ to như này này. Nó rất là xấu này. Đấy, như này này. Cái đầu này này, cực xấu này, sau phải cắt đi những cái này, lấy những cái này ra làm răm thôi. Chứ không túm tụm đây là sau nó rất là to những cái đầu này. To kinh khủng. Cây to thì còn đỡ, chứ cây bé mà nhìn thấy nó cái đầu nó to là lộ lắm. Đấy. Một cây mà rất hoành tráng ngày xưa, tầm này mà tầm độ 2010 đổ về trước là nhiều tiền lắm ấy. Không đơn giản đâu. Bây giờ tất nhiên là anh em phong cách chơi nó thay đổi, nó tinh hơn, tinh được hơn. Ngày xưa là sốt cây đấy, sốt cây thực sự là do thổi lên. Đấy. Thì cây này nó cũng khá là bề thế. Đấy, cái cây này này. Nó còn ở dưới nữa cơ. Đấy. Rất dài, bao nhiêu năm rồi. Rất dài. Đấy, các cụ ngày xưa hay dùng những cái xỉ này cho nó bể, dễ nó ôm mà. Cũng là một cách đi đá tự nhiên. Đấy. Rồi. Tối rồi. Còn cái cây ngũ lão giáng đình thì đang hạ thấp xuống đây. Thực tế là muốn dùng những cái đầu này lắm nhưng mà không dùng được vì nó to quá. Nó rất là thô. Mình buộc phải triệt để thôi. Buộc triệt để thì mình cố gắng thí điểm cây này. Cây giáng đình này với lại cái cây làng kia thì cắt phá là thấy đẹp rồi này, không nói chuyện tiếp. Còn cái cây này thì còn khá là gian nan nhưng được cái bệ và ngũ lão cái năm cái tay này thì nó đã đầy đủ rồi. Đây chỉ nuôi thêm thôi. Các bạn nhé. Cảm ơn các bác. Mai nhé, chiều đó ngày mai nhé.